Bất động sản Hải Sơn En xin kính chào quý anh chị. Thì trước mặt quý anh chị đây đang là con đường quốc lộ 56. Và sau đây thì chúng tôi đang định đưa quý vị vào để review một vài lô đất ở trong khu dân cư Lan Anh 2 nha quý vị. Đấy, thế để chúng tôi sẽ tua nhanh cái quãng đường đi cho quý vị có thể rút ngắn thời gian hơn. Đây nha quý vị, đây, cái lô đất mà muốn review giới thiệu cho quý vị nằm ở dưới cột này, thẳng đến cột bên này. Đó. Là ngang 5 m nha, ngang 5 m, sâu 20 m, diện tích là 100 m² thổ cư hết. Giá chủ hộ giao bán là 900 triệu, 900 triệu nghe nói là thu về. Thì cái lô đất này ngoái cái thời đang sốt mà chủ đất mua và giờ sau 1 năm nếu mà tính theo lãi ngân hàng lại thêm 10% nữa cộng với mất 200 triệu là như thế là đang giảm giá 30% rồi nhé. Nếu bình thường 1 tỷ 1 mà muốn bán hòa vốn thì phải ít nhất được 1 tỷ 2 may em mới đủ trả lãi ngân hàng, nhưng mà bây giờ là đang giao bán mới có là 900 thôi, 900 thôi. Thì sinh ra là như thế là được, là đang bị lỗ khoảng 300 triệu trên 1 tỷ 2. Gần 30%. Thì chỗ này thì cơ sở hạ tầng các thứ nếu mà ai quan tâm với khu này thì hoặc là đi vào rồi thì sẽ biết hết rồi. Họ làm vỉa hè rồi, đường nhựa rồi. Đấy, các thứ rồi đèn chiếu sáng, cột điện, cống nước ngầm, nước các thứ đầy đủ, cơ sở hạ tầng khá là ok. Cái này cách trung tâm thành phố Bà Rịa đâu đó khoảng 5 cây số, cách cái khu công nghiệp Solari và cái khu đô thị Solari đây khoảng 2 cây thôi, khá gần. Nhưng mà trong khu đô thị Solari họ bán 1,5 tỷ, 1,6 tỷ một một lô nha, lô đẹp đẹp thì phải 1,7 tỷ, 1,8 tỷ, khá đắt, 100 m². Còn ở đây thì có 900 triệu thôi, ai mua để dành khá là ok. Một lô đất thổ cư hết thuộc thành phố Bà Rịa. Cơ sở hạ tầng đường xá đẹp như thế này rồi, nó có một cái vấn đề là hơi vắng người, có lối thoát hiểm luôn nha quý anh chị. Các cái lô đất thậm chí lối thoát hiểm mà giữa các cái phân lô là còn khá to này, lối thoát hiểm này khá to, còn lô thoát hiểm ở đằng sau lưng thế là nghe nó được hình như được 3 m, 3 m hay 2 m thì là 3 m, để kiểm tra lại thông tin đâu. Thì bất động sản ở Sơn Lên cảm ơn sự theo dõi video quý vị, và nếu quý vị quan tâm thì ở đây chúng tôi còn nhiều lô khác nha. Cái lô biệt thự thì 181 m² thì 1,5 tỷ, lô này thì 900, có nhiều lô 950 ở những vị trí khác, có lô 950 ở mặt tiền ngoài kia thì cũng cũng tốt, hoặc là có lô ở mé bên kia thì ngang 7 m là Lan Anh 2 mở rộng. Ở đây là Lan Anh 2 và có cái Lan Anh 2 mở rộng nữa, thì cái Lan Anh 2 mở rộng ấy nó có một cái ưu điểm là được xây tự do, còn Lan Anh 2 này thì phải làm móng kiên cố, xây nhà cấp 4 cũng được nhưng mà phải làm móng kiên cố vì theo thiết kế nó là 1 trệt 2 lầu. Thế còn Lan Anh 2 mở rộng ở phía kia, ở chỗ này nó có một cái trường trường học, quy hoạch trường học, bên này quy hoạch cái công viên. Trong này là nếu mà theo quy hoạch là công viên cây xanh thì trường học các thứ này đầy đầy đủ. Đấy, một trường học ở đây, một trường bên này có một trường học nữa, quy hoạch đến 2 trường học cơ. À, thì phía công an kia cái Lan Anh 2 mở rộng ở phía kia thì
ngang 7 mét, bên đấy được cái lợi thế là ngang 7 mét nhưng mà lại chỉ có 70 mét thổ cư thôi. Đấy, thì có lô thì 119 mét vuông, có lô thì 150 mét vuông. Như lô 19 mét vuông, 119 mét vuông thì người ta bán có một lô rẻ nhất đang giao là 1 tỷ 27. Bên đấy thông thường ngày trước cũng đắt hơn bên này khá nhiều. Có lúc đã ra giao dịch lên đến tỷ rưỡi, tỷ 6 rồi. Bây giờ là giá khá là hấp dẫn các nhà đầu tư, giá đang ở giai đoạn một rồi. Thì quý khách quan tâm thì alo chúng tôi, Bất Động Sản Hải Sinh Đen cảm ơn sự theo dõi video của quý vị. Hẹn gặp lại quý vị ở những video lần sau.